Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo tập quán của người Việt động thổ, cưới xin hay nhập trạch, chuyển nhà là những sự kiện quan trọng. Đặc biệt khi chuyển nhà cần xem ngày kỹ lưỡng vì nó liên quan trực tiếp đến số phận, gia đạo, cuộc sống của những thành viên trong gia đình sau này. Chuyển nhà vào ngày tốt sẽ giúp đón rước nhiều may mắn, tài lộc trong chuyện làm ăn cũng như trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chuyển nhà tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chuyển nhà trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chuyển nhà trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác chuyển nhà được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ chuyển nhà nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chuyển nhà. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chuyển nhà trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo ngày tốt toàn thư, những ngày chuyển nhà phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chuyển nhà, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực bình, trực thu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sứ đại thời, tứ phế, ngũ mộ, quy kỵ, vãng vong. 2. Ngày hợp chuyển nhà, ngày tốt chuyển nhà bao gồm những ngày là thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, thiên nguyện, thiên ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, dịch mã, thiên mã, trực thành và trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất chuyển nhà trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, ngày tốt xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, ngày 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là những ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, ngày 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt phá là những ngày mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và ngày 22 Tân Mùi. 9. Ngày trực bình là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn.
10. Ngày Trực Thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 11. Ngày Trực Bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 12. Ngày Kiếp Sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 13. Ngày Tai Sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 14. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 15. Nguyệt Hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 16. Ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 17. Ngày Thiên Sứ là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 18. Ngày Đại Thời là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 19. Tứ Phế là ngày 15 Giáp Tý. 20. Ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 21. Ngày Quy Kỵ là ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 22. Ngày Vãng Vong là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và ngày 28 Đinh Sửu. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra ngày tốt để thực hiện công việc chuyển nhà cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23. Ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, trùng với ngày Nguyệt Hình và Trực Thâu nên ta không chọn. 11. Canh Thân không trùng với ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để chuyển nhà. Ngày 21 Canh Ngọ tuy là ngày Thiên Sứ nhưng cũng có nhiều cát tinh nên ta chọn ngày này. 24. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất, ngày mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với ngày Tai Sát và ngày Trực Mãn nên ta bỏ qua không xét. 16. Ất Sửu, 26 Ất Hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. 25. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh, trùng ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 26. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất, trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 27. Ngày Thiên Xá là 15 Giáp Tý, trùng với ngày Tứ Phế nên ta không chọn để chuyển nhà. 28. Ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý đã xét ở trên. 29. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi. Tuy trùng ngày Nguyệt Yểm nhưng lại có nhiều cát tinh, tốt cho việc chuyển nhà nên ta vẫn chọn. Ngày 12 Tân Dậu là ngày Thụ Tử, kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 Tân Mùi trùng ngày Nguyệt Phá nên không chọn chuyển nhà. 30. Ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và Ất, bao gồm các ngày mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với Tai Sát và Trực Mãn nên ta bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi nhiều hung tinh nên không dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày Kiếp Sát nên rất xấu nếu chuyển nhà. 15 Giáp Tý đã xét ở trên. 25 Giáp Tuất tuy là có ngày Nguyệt Hình nhưng có nhiều cát tinh có thể xem xét thêm. 31. Ngày Thời Đức là những ngày Dần, trùng với ngày Kiếp Sát nên ta không dùng. 32. Ngày Dần là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão. Ngày Mão là ngày sát chủ mùa, kiêng kỵ mọi việc. 33. Ngày Dịch Mã là ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 34. Ngày Thiên Mã là ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi, 26 Ất Hợi. Ngày Hợi tuy trùng ngày Nguyệt Yểm nhưng lại có nhiều cát tinh, tốt cho việc chuyển nhà nên ta vẫn chọn được. Tuy nhiên ngày 14 Quý Hợi trùng ngày Nguyệt Kỵ nên ta bỏ qua. 35. Ngày Trực Thành là ngày Dậu, trùng với ngày Thụ Tử kiêng kỵ mọi công việc. 36. Ngày Trực Khai là ngày Hợi, gồm các ngày mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 36 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt chuyển nhà trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc chuyển nhà đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 25 Giáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 21 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Ất. Ngày mùng 2 Tân Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Bính. Ngày 26 Ất Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Canh. Đó là những ngày cát lành chuyển nhà trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!